Rồi, theo là đến bởi một chiếc xe đăng nha các bạn. Đây sẽ chuyển đăng hàng nha, đây cậu hàng nha. Đăng hàng lên cao nha, đây. Anh em đăng lên được các bạn, đây. Đấy, lên cao này. Wow, lên lên 2 tầng luôn nha các bạn. Là cao nha. Vô lăng nha, vô lăng. Wow, vô lăng này xoay được luôn nha. Wow, rất là hiện đại nha. Wow. Ok. Tiếp theo là đến với một chiếc ô tô biển hình. Đấy, ô tô cầu biển hình. Đấy, mỏng cầu. Mình sẽ biển hình của bạn xem. Đấy, có hai chân đấy nha. Yeah. Rồi, giữa biển thêm này. Đấy, hai tay. Wow. Thật là ngầu nha các bạn. Ok, biển hình lại nào. Đây. Đây. Wow. Đây. Đây này. Ok. Hiểu gì đâu. Đã đẹp nha các bạn. Rồi. Tiếp theo là đến với một chiếc. Đây, chữ thủ nha. Đây, phía trong nó có hai chú khủng long các bạn ạ. Wow, bị nhốt bởi khủng long vào chuỗi nha, đây, đây là khủng long vào chuỗi nha. Yeah.